Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 5 xe hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 năm 2017. Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố trong tháng 4 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam giảm 18% so với tháng 3 năm 2017. Trong đó, doanh số xe du lịch bán ra thị trường đạt hơn 10.700 xe, giảm 36% so với tháng 3 năm 2017 và giảm 22% so với cùng kỳ năm 2016. Sau đây là tổng hợp 5 mẫu xe hạng B bán chạy nhất trên thị trường vào tháng 4 vừa qua. Xếp ở vị trí số 5 là Mazda 2 với 147 xe. Mazda 2 có doanh số trong tháng 4 vừa qua đạt 147 xe, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh số 4 tháng đầu năm của Mazda 2 xếp vị trí cuối bảng trong danh sách 5 xe hạng B bán chạy nhất Việt Nam với 782 xe, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, Mazda 2 có phiên bản là Mazda 2 Sedan và Mazda 2 Hatchback với mức giá công bố lần lượt là 555 triệu đồng và 585 triệu đồng. Xếp ở vị trí số 4 là Kia Rio với 210 xe. Trong tháng 4 năm 2017, Kia Rio tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với doanh số đạt 210 xe, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, doanh số Kia Rio đạt 1.082 xe, đứng vị trí thứ 3 trong danh sách 5 xe hạng B bán chạy nhất Việt Nam với mức giảm 6% so với cùng kỳ năm 2016. Kia Rio được bán ra thị trường với 3 phiên bản cùng mức giá công bố từ 485 triệu cho đến 592 triệu đồng. Ở vị trí số 3 đó là Toyota Yaris với 252 xe. Dù vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách 5 xe B bán chạy nhất Việt Nam tháng 4 năm 2017, Toyota Yaris có doanh số đạt 252 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2017, doanh số Toyota Yaris đạt 872 xe, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, Toyota Yaris bán ra thị trường với hai phiên bản E và G với giá bán lần lượt là 592 triệu đồng và 642 triệu đồng. Vị trí số 2 chính là Honda City với 380 xe. Là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong phân khúc, doanh số của Honda City có mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái khi bán ra thị trường 380 xe. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, doanh số Honda City tăng đến 50% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 2.022 xe. Honda City bán ra thị trường với hai phiên bản số sàn và số tự động vô cấp với giá bán công bố lần lượt là 533 triệu đồng và 583 triệu đồng. Ở vị trí số 1 đó là Toyota Vios với 1.099 xe. Dù có doanh số giảm mạnh so với tháng trước, Toyota Vios vẫn dẫn đầu phân khúc với gần 1.100 xe bán ra thị trường, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016. Cộng dồn doanh số 4 tháng đầu năm 2017, Toyota Vios đã bán ra thị trường 5.251 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Toyota Vios có 3 phiên bản, giá đề xuất dao động từ 564 đến 622 triệu đồng, nhưng giá thực tế đang được giảm khoảng từ 20 cho đến 25 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.